Chào mọi người, mình là Trinh, mình đang ở tại sự kiện nghệ thuật về môi trường tại Hội An và đây là đồng đội của mình. Chào mọi người, mình là Binti. Chào mọi người, mình là T-Rex. Chào mọi người, mình là Ikhim. Hãy đi múa cùng chúng mình nào. Yes. Bạn có hay đi du lịch không? Có, mình là một người rất là nghiện đi du lịch đấy. Ví dụ trong một buổi camping của bạn và mọi người thì cái nơi mà các bạn sẽ cắm trại lại thường thì là sẽ là những nơi mà thiên nhiên và không có ai dọn dẹp nó, thì các bạn sẽ làm gì để bảo vệ môi trường ở những nơi đó? Cuối chủ nhật tuần trước thì hai tụi mình đã đi camping ở bên bán đảo Sơn Trà và tụi mình cũng thấy có một số bạn không ý thức là nhặt xả rác, nhưng mà tụi mình thì cắm trại vui chơi qua một đêm thì sáng mai dậy lúc mà thu dọn mọi thứ đi á thì mình cũng sẵn tiện nhặt rác và chụp ảnh lại gửi lên cộng đồng mạng để share lại mấy bài để cho mấy bạn cùng nhau giúp đỡ cái nơi đó dọn dẹp rác nó sạch thêm á. Lúc đầu là các bạn sẽ cùng nhau đi lên cái chỗ đó và các bạn thấy ở nơi đó có một nơi rất là đẹp và các bạn muốn đi ra đó, và khi tới đó các bạn dựng lều xuống, các bạn camping, các bạn ngủ lại qua một đêm và tới sáng hôm sau các bạn cùng kêu gọi nhau là thấy chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ có rất là nhiều rác và các bạn sẽ cùng nhau người này, người kia đi tới đó để gom rác và cuối cùng dọn lại xong chụp lại tấm ảnh và cuối cùng các bạn cùng nhau đi về. Ok, nice. Nice. Phố cổ là môi trường đang rất là tốt, nhưng khi bước ra khỏi đó thì nó sẽ rất là bị nguy hiểm. Cách giải quyết của cô là phải tạo ra một ngôi nhà để bỏ hết tất cả mọi thứ vào trong và để xử lý nó tốt hơn. Bây giờ nó vẫn có khói ra nhưng mà mình sống với nó được, đúng không? Mình lắp theo nó thôi. Ờ, cũng được luôn. Cũng được luôn, cái này cho nó biến thành khói luôn. Sao ạ? Tay này cho nó biến thành khói luôn. Biến thành khói luôn. Đó, nice rồi. Cho nó chuyển sống luôn. Đây. Để làm sao mình sống với nó luôn, sống với cái khói đó. Qua luôn. Rồi. Nice. Yeah. Lên. Xong. Mình là T-Rex, mình đã nói chuyện với anh Nguyên về việc phân loại rác thải. Chào mọi người, mình là Trinh, mình đã nói chuyện với Tiền về vấn đề sử dụng túi ni lông. Chào mọi người, mình là Kim, mình đã nói chuyện với Minh về vấn đề bảo vệ nguồn nước. Chào mọi người, mình là Binti, mình đã nói chuyện với Tina về ô nhiễm nguồn nước. Mình đã nói chuyện với bạn Phúc về vấn đề trồng cây bảo vệ môi trường. Mình đã nói chuyện với Vũ về phân loại rác thải. Mình đã nói chuyện với Nguyên về ý thức của khách du lịch. Còn ngoài ra mình cũng có nói chuyện với cô Hằng về vấn đề xử lý rác thải.